Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của mỗi người có thể ví như là một bộ phim, tươi sáng hay u trầm đều do bạn quyết định. Do đó, thay vì làm khán giả, bạn hãy trở thành đạo diễn để điều khiển chính cuộc sống của mình. Bởi vì ai cũng chỉ sống một lần trên đời. Chính vì thế, thật tuyệt vời nếu chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa. Mong muốn được như vậy, khi bước vào tuổi trung niên, bạn nhất định phải tránh xa bốn điều này để bản thân được an nhàn, tận hưởng cuộc sống khi về già. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ ngay trong video này. Càng già càng phải tránh xa bốn điều này. Thứ nhất, tránh xa những tình cảm mù quáng. Cảm nắng ông bạn già trong câu lạc bộ hưu trí của tuổi ngoại ngũ tuần. Bà Hồng những tưởng đã gặp được ý trung nhân của đời mình. Nhưng hóa ra anh ấy lại là một ông già trăng hoa có hạng. Đã 57 tuổi, nhưng bà Hồng nhìn vẫn còn khá bắt mắt. Lấy chồng hơn nhiều tuổi, nên khi bà còn trẻ trung phơi phới, thì ông nhà đã trở nên già nua cũ kỹ và mất vài năm trước. Thêm nữa, chỉ có anh con trai duy nhất đã lập gia đình, các cháu đã lớn, nên ngay từ ngày nghỉ hưu, bà chẳng có gì vướng bận. Nghe theo lời rủ rê của vài người bạn đồng tuổi, bà tham gia vào một nhóm các cụ ông, cụ bà. Lúc đầu chỉ là những buổi uống cà phê, tập kêu vũ dưỡng sinh, rồi đến lập trang Facebook của nhóm. Trên đó các thành viên viết văn làm thơ với những lời lẽ để tặng nhau đầy tình cảm. Đến một lúc, chợt bà thấy hoạt động của nhóm trở nên nhạt nhẽo. Nếu không có sự hiện diện của cụ ông tuổi 60 tên là Điền, mà như cụ ông cũng cảm thấy thế. Ông tỏ ra chăm chút bà Hồng nhiều hơn, có những cử chỉ ga lăng quan tâm với bà, thậm chí là chịu khó trau chuốt bề ngoài so với lúc mới vào nhóm. Thời gian gặp mặt nhau bên ly cà phê hình như không đủ để hai người tâm sự. Thế nên hai cụ phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của các thiết bị công nghệ là máy tính và điện thoại di động. Ông Điền tặng bà một chiếc điện thoại có màn hình lớn để dễ đọc tin nhắn mỗi khi đêm về. Bà cũng không kém cạnh, cũng tặng ông một cái máy MP4. Trong đó có cài sẵn những đoạn phim quay hình ảnh của bà. Để về nhà, lúc nào nhớ em, anh có thể mở ra xem. Lũ trẻ trong cơ quan của bà ngày trước biết chuyện. Chúng kêu lên, ôi bà già đang cảm nắng. Đúng vậy, từ ngày say nắng, bà quan tâm đến hình thức nhiều hơn. Cũng lo chăm sóc da mặt, kem tẩy trắng, và luôn tìm mua tặng cho anh ấy những món quà mà anh ấy thích, nhưng không có điều kiện để mua sắm. Bà xót xa khi nghe người yêu tâm sự là suốt cả cuộc đời, không hề có được tình yêu thật sự. Ông ấy chỉ cảm thấy cuộc đời thật sự có ý nghĩa khi tìm thấy bà, và đã quỳ dưới chân bà để ngỏ lời yêu. Cuộc tình U60 này có lẽ sẽ kết thúc tốt đẹp như phim Hàn Quốc, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của một kẻ thứ ba. Bà vợ và 6 người con của ông ấy xuất hiện như trên trời rơi xuống. Họ lịch sự mời bà ra quán cà phê và đặt trước mặt bà 3 tập thơ tình giống nhau, với những câu thơ bà đã thuộc lòng vì được anh ấy viết riêng tặng. Chỉ có điều, dưới tiêu đề của mỗi bài thơ là dòng chữ thân tặng MXYZ, lẽ sống của đời anh. Bà vợ của anh ấy nhẹ nhàng nói với bà, thật lòng tôi và các cháu từ lâu đã coi như ông ấy không còn tồn tại trên cõi đời này rồi. Nhưng tôi không muốn ông ấy lại gây thêm nghiệp chướng với bà, để con cái tôi phải nhận lấy quả đắng sau này. Bấy giờ bà Hồng mới giật mình ngã ngửa, vừa xấu hổ, vừa xót xa. Đúng là già rồi còn dại. Quý vị thân mến, khi bước vào tuổi trung niên, bạn cần hiểu ra một chân lý. Lúc về già, chỉ có một người song hành cùng mình, nương tựa vào nhau. Đó là vợ hoặc chồng. Vì thế dù có nảy sinh tình cảm với ai khác hay có ai khác nảy sinh tình cảm với mình, cũng cần phải dập tắt ngay. Loại tình cảm này cuối cùng không mang lại hạnh phúc thực sự, mà nó sẽ tạo ra gánh nặng, thậm chí trở thành cơn ác mộng đeo bám nửa đời sau của bạn. Dù có bên họ bao lâu hay có gặp nhau muộn màng, bạn cũng phải biết rằng gặp nhau chỉ là chữ duyên chứ không có phận. Dây dưa chỉ mang lại đau khổ và rắc rối cho cả hai bên mà thôi. Ở độ tuổi này, bạn nên ý thức được điều gì là quan trọng nhất đối với bản thân. Dũng cảm từ chối nếu thấy nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân. Thứ hai là tránh xa những người không tốt với mình. Khi bước vào tuổi trung niên, bạn đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời, tiếp xúc với không ít loại người. Bạn sống tử tế với mọi người, nhưng họ cứ luôn ném đá giấu tay sau lưng. Bạn rõ ràng đã nhìn thấy ý đồ xấu của họ, nhưng không muốn vạch trần quá sớm. Tưởng rằng nhắm mắt cho qua sẽ khiến họ biết điều mà dừng lại. Khi bắt nạt bạn, nếu không thấy có sự chống trả, họ nghĩ bạn là người dễ bị ăn hiếp.
bạn càng nhượng bộ, họ càng lấn tới. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lúc ấy nếu bạn tiếp tục nhân nhượng, sẽ gặp thêm nhiều rắc rối. Tốt hơn hết, nên chống trả lại một cách quyết liệt, để họ thấy được bạn tuy hiền lành nhưng không dễ bị bắt nạt đâu. Bạn hãy thể hiện thái độ và hành động một cách rõ ràng để cho họ và mọi người biết. Thứ ba, tránh làm ảnh hưởng cuộc sống riêng của con cái. Bạn bè ngạc nhiên khi hay tin vợ chồng Nhung lục đục căng thẳng, rằng sau khi cần kiệm làm ăn, dành dụm được một số vốn kha khá, họ quyết định mở xưởng may tại nhà, vừa có thời gian trông con, vừa làm chủ tài chính, không phải nhận đồng lương bèo bọt như trước. Từ ngày làm chủ, công việc của họ tiến triển thuận lợi. Hàng tháng mọi thu chi không chỉ đủ trả lương công nhân, mà còn thừa chút ít để gửi ngân hàng, cho nên cả hai hào hứng lắm. Vậy sao nay lại có chuyện? Tâm sự với bạn bè, Nhung thở dài. Nếu bà nội của bé Nhung không vào thăm cháu thì đâu đến nỗi ngạc nhiên quá. Nhớ cháu bà vào thăm là lẽ thường tình, lại thêm vui cửa vui nhà, cớ sao lại than phiền? Nghe mọi người hỏi, mãi lát sau Nhung mới kể. Những ngày ở chung, bà cứ nhắc đi nhắc lại rằng ngoài mình thời buổi này tìm việc khó khăn lắm, mấy đứa em của con lại đang thất nghiệp, vợ chồng con nhận chúng vào làm thì mẹ mãn nguyện. Ban đầu chồng Nhung không đồng ý, bởi lẽ mọi việc đã đâu vào đó rồi, hơn nữa mấy đứa em có nghề ngỗng gì đâu. Bà phản biện, dễ thôi, ban đầu cứ cho chúng nó học nghề, sau sai vặt gì đó cũng được, anh em ở chung nhà càng tốt chứ sao. Khổ nỗi công nhân đã đủ, thêm một người là thêm một đầu lương, mà công việc chỉ có thế, khó có thể kiếm thêm nguồn thu nào khác, vậy lấy đâu ra tiền chi trả? Thế nhưng mẹ chồng Nhung không chịu, nhùng nhằng mãi, cuối cùng chồng Nhung đành chấp nhận. Dần dần sự phiền toái từ đó mà nảy sinh. Với người ngoài, nếu lơ là công việc đi muộn về sớm, không chấp hành quy định chung thì bị nhắc nhở phê bình, còn đây em ruột mình thì khó xử quá đi mất. Rồi cơm nước hàng ngày, chỗ ngủ nghỉ thế nào? Rồi khi ở cùng, bà bắt đầu xăm soi mọi sinh hoạt của vợ chồng Nhung. Chồng Nhung là người không nề hà việc gì, đi làm về, từ chuyện cơm nước bếp núc, chuyện vặt vãnh linh tinh là anh đều ra tay giúp vợ. Kể cả việc phải dậy sớm làm thức ăn sáng cho cả nhà, anh cũng chẳng ngại việc. Nhưng chính điều đó khiến cho mẹ chồng Nhung không hài lòng. Bà cằn nhằn cưng vợ như thế, có ngày nó ngồi lên đầu, thiên hạ cười vào mũi cho đấy. Dần dần từ những lời ra tiếng vào của mẹ chồng, khiến cho vợ chồng Nhung lục đục giận dỗi nhau. Thực tế mỗi gia đình đều có những rắc rối khác nhau đối với sự trưởng thành của con cái. Bố mẹ nào cũng muốn dành hết những điều tốt đẹp cho con cái, sẵn sàng sắp xếp lộ trình cho con cái mình từng bước một. Thế nhưng trên thực tế, chẳng có đứa con nào lại thích sự an bài sẵn như vậy. Bố mẹ muốn con đi hướng đông, nhưng con lại thích chạy về hướng tây. Một khi con cái đã yên bề gia thất, thì sự vận hành của mái ấm đó thuộc về chúng nó. Dù mình có là đấng sinh thành đi nữa, thì có những trường hợp cũng không nên can thiệp vào, vì rằng từ khi con mình đã có lứa đôi, thì mọi sinh hoạt đã diễn ra theo quy trình khác, chứ không còn như thuở độc thân còn ở chung với bố mẹ. Cho nên ở tuổi trung niên, khi đối mặt với những vấn đề của con cái, bạn cần biết buông bỏ. Bạn đừng cố quản lý con cái, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con mình. Bạn cần hiểu rõ rằng có một khoảng cách rất lớn giữa hai thế hệ, càng cưỡng ép con cái càng khiến chúng muốn rời xa mình hơn mà thôi. Thứ tư là tránh xa những người sống thủ đoạn. Có một thực tế rằng không phải bạn sống nhân hậu thì sẽ gặp được người giống mình. Trong cuộc sống có rất nhiều người một mặt ân cần chào hỏi, nhưng trong thâm tâm lại có ý đồ khác. Bạn đừng vì chút sĩ diện mà rước rắc rối vào người. Có những người sống chỉ biết lợi dụng người khác, khi đạt được mục đích rồi thì thay đổi thái độ ngay lập tức, coi như là chưa từng quen biết. Nếu ngay từ đầu bạn nhìn thấu tâm tư xấu xa của người này, hãy từ chối thẳng, đừng cho họ có cơ hội. Chỉ có như vậy, bạn mới giữ cuộc sống của mình bình yên và thoải mái. Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với Chuyện Lý Vàng. Thật vui khi chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ những câu chuyện mang đầy tính nhân văn, những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, đời người chính là nhân sinh một giấc phù vân, sớm còn xuân sắc, chiều đông đã tàn. Không có mùa đông, xuân đến có nghĩa gì, không có đau khổ, ai hiểu về hạnh phúc. Khi đã bước qua tuổi 50, có mấy điều sau đây bạn cần phải biết để sống nhẹ nhàng hơn, nghĩ thoáng nhìn thông để quãng đời ngắn ngủi còn lại sau này được an yên và hạnh phúc.
Xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Sau tuổi 50, học cách sống nhẹ nhàng, nghĩ thoáng nhìn thông mà buông bỏ. Quý vị thân mến, sau tuổi 50, tôi đã hiểu thế giới này rộng lớn bao la, mà ta thì lại vô cùng nhỏ bé. Vậy nên có những sự tình có cần phải xem nó nặng nề đến thế? Có cần chỉ trích bản thân ta khi làm những gì có thể? Chuyện thế gian ai nắm chắc được vĩnh hằng? Ta đã cố gắng hết mình rồi, dù kết quả thế nào cũng đều là được cả. Đời người ngắn chẳng tày gang, có cần phải quá chi ly? Những chuyện khó hiểu thì không cần phải hiểu, người không phỏng đoán được thì không cần phỏng đoán. Lý lẽ nào không thông cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi thêm. Những việc không vui hãy sắp xếp chúng vào một xó cho êm. Ta có thể không giàu, nhưng nhất định phải vui vẻ. Có thể không hoàn mỹ, nhưng nhất định phải đủ chân thành. Cuộc sống sẽ không vì những lời oán trách mà thay đổi. Đời người sẽ không bởi bạn muộn phiền mà khác đi. Dù bạn oán trách hay không, cuộc sống vẫn y như vậy. Dẫu bạn phiền muộn thế nào, đời người vẫn y như thế. Oán trách nhiều, buồn phiền vẫn là bản thân, thương càng nhiều khổ não vẫn chính là bạn. Kiếp nhân gian vui vẻ là một đời, buồn khổ cũng là một đời. Sao ta không mỉm cười? Hà cớ gì phải phiền muộn? Hãy làm những gì mà chúng ta mong muốn, chớ bởi kẻ không ưa mà đánh mất niềm vui. Đừng vì áng mây thoảng bay mà lòng phiền não. Cuộc sống cho ta điều gì cứ vui vẻ thản nhiên mà đón nhận. Đừng cố bắt chước ai mà hãy là chính mình. Mệt mỏi, đừng đánh mất niềm vui. Buồn phiền, không đánh rơi hạnh phúc. Bận rộn, nhớ sức khỏe là trên hết. Đừng so đo tính toán thiệt hơn. Không cưỡng cầu bi quan hay oán trách bản thân. Chớ ái mộ quá đà vầng hào quang của người khác. Thói đời nóng lạnh bất thường, không hờn trách. Đi những bước đi tự tin, kiên định, vững lòng. Đời người chính là nhân sinh một giấc phù vân. Sớm còn xuân sắc, chiều đông đã tàn. Không có mùa đông, xuân đến có nghĩa gì không có đau khổ? Ai hiểu về hạnh phúc? Đời người mơ mơ thực thực, tưởng như mộng, nhưng không phải mộng. Tưởng như chân, nhưng nào phải chân. Cuộc sống có biết bao điều khiến ta nuối tiếc, bao điều khắc khoải u sầu. Tuy nhiên đau khổ hay sướng vui, tất cả rồi cũng trở thành những điều đã qua. Chỉ có buông xuống mới giúp cho bản thân mình nhẹ nhàng thanh thang. Không có mùa đông, xuân đến có nghĩa gì? Không có đau khổ, ai hiểu về hạnh phúc? Nhân sinh tại thế có rất nhiều những sự tình đều nằm ở tự thân, rất nhiều cảm nhận đều thuộc về cá nhân. Người có tấm lòng thoáng đãng thì thấy tiền đồ rộng mở. Ai lòng dạ hẹp hòi thì thấy đời trắc trở gian nan. Vậy nên dụng tâm làm người, chuyên tâm làm việc, rộng mở tấm lòng, tâm thái ung dung mới có thể giúp người giúp mình. Quá khứ đều là những điều đã qua, mà tương lai là điều chưa tới. Chân quý hiện tại mới là chân quý bản thân mình. Làm người, nhấc lên được thì cũng phải buông xuống được. Cũng như việc gì gánh không được thì hãy buông xuống. Nghĩ không thông thì hãy cứ bỏ qua. Cuộc sống vốn chẳng có gì dễ dàng. Đời người ngắn dài cũng chỉ trên dưới 36.000 ngày. Hà tất phải đắm chìm trong những phiền muộn để uổng phí tháng năm. Quá khứ không giúp chúng ta mạnh mẽ, tương lai mới là thứ động lực mình cần. Kiếp người có dài ra sao hay ngắn cỡ nào cũng đều gói gọn trong 3 ngày. Ngày hôm qua, hiện tại và tương lai. Ngày và đêm tuy thay đổi, nhưng hôm qua chỉ còn là dòng nước một đi không trở lại. Hôm nay tuy vẫn còn, nhưng đang dần trôi mất. Ngày mai tuy chưa đến, nhưng rồi cũng lại sẽ qua. Chỉ có buông xuống ngày hôm qua, trân quý ngày hiện tại, thì ngày mai mới không phải ân hận u sầu. Trời có thay mùa đổi gió, người có đổi vận thay duyên. Không có mùa đông thì xuân đến có nghĩa gì? Không có đau khổ thì lấy gì hiểu hạnh phúc? Đời nếu như không có đau khổ phiền não thì không phải kiếp nhân sinh. Quá khứ nếu không như ý thì chẳng qua cũng chỉ là bài học cho ta thêm chân quý tương lai. Đời người sáng còn thắm đỏ đôi gò má, chiều đã bạc phơ nửa mái đầu.
Một kiếp thế nhân thoáng trông tưởng chừng như rất dài, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ là những áng mây trôi. Nhân sinh như mộng hải hồ, trăm năm thoáng chốc cơ đồ vụt tan. Có những người ta gặp ngày hôm qua vẫn còn nói cười cười, nhưng nay đã đôi đường sinh ly tử biệt. Chút ký ức hoài niệm rồi cũng dần bị năm tháng vùi chôn. Thế nên hãy thương nhau khi còn có thể, đừng để sau này hối hận cũng bằng không. Kiếp người ngắn ngủi có câu: tấc thời gian quý hơn thước ngọc, tháng ngày là vô giá. Điều bất hạnh thì hãy buông, điều oán thù thì nên bỏ. Chỉ khi biết bỏ đi và buông xuống mới có thể giúp ta vượt qua màn đêm u tối và đón ánh mặt trời. Nhân thân nan đắc, có được thân người nào đâu có dễ. Mọi chuyện đến và đi, hãy cứ để tùy kỳ tự nhiên. Đừng vì cưỡng cầu mà thêm sầu thêm khổ. Duyên có thì việc tất thành, nợ mà còn chưa trả sớm chiều ắt gặp nhau. Có những khi ta tưởng rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Phải chăng hoa kia vì hữu ý mà lìa cành xa gốc, người thật vô tình bỏ mặc cánh hoa rơi. Kỳ thực vạn sự trên đời đến và đi đều do duyên nợ an bài. Hoa đến ngày thì hoa kia phải nở, nước theo dòng phải chạy về xuôi. Đến khi duyên đã hết, nợ đã đền, thì cũng là lúc cần phải xa nhau. Con người chúng ta lại cũng như thế, giữa hai người gặp nhau ấy là bởi đủ duyên nợ đầy. Hội đủ các yếu tố đó thì tạo thành nhân duyên. Khi duyên vơi nợ cạn thì cũng là lúc xa nhau. Đó chính là điều tất yếu. Cho nên đôi lúc con người ta xa nhau chẳng phải nghĩa cạn tình mòn, mà là bởi vì duyên xưa nợ cũ đã hoàn trả xong. Hãy buông khi còn có thể. Trong cuộc sống bạn cần học được cách buông bỏ, có như thế mới an nhiên tự tại, đặc biệt là khi bước vào ngưỡng cửa trung niên. Trong cuộc sống, khi cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng, thì có rất nhiều người tìm tới cội nguồn tâm linh, như là đi chùa, lễ Phật để cầu may, cầu an, hoặc đọc những cuốn sách về Phật Pháp, với mong muốn tìm về bình an và giải tỏa những bế tắc. Có câu nói, tư tưởng không thông, đeo bình tông cũng nặng. Quả đúng như vậy. Khi tâm trạng không thoải mái, thì một chiếc bình tông, thứ mà nhẹ nhàng nhất cũng trở nên nặng nhọc vô cùng. Cái nặng nề nhất mà khiến ta lao tâm tổn sức, không phải là một vật nặng đè trên vai. Vì như thế thật đơn giản, ta chỉ việc vứt bỏ đi là xong. Mà cái nặng nề ấy chính là tư tưởng, là sự nuối tiếc, là ham muốn, là sự theo đuổi những cái ta không đạt được. Vậy nên ta trở nên buồn tủi đau khổ, và thậm chí là tuyệt vọng. Cổ ngữ có câu: cầm lên được, hạ xuống được. Cầm lên là năng lực, là nắm giữ, là chịu trách nhiệm. Hạ xuống được là loại trí tuệ, là giải thoát, là tiêu diêu tự tại. Hạ xuống được là loại trí tuệ, là giải thoát, là tiêu diêu tự tại. Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, sẽ tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn. Cuộc sống luôn cho ta hai sự lựa chọn: chọn giữ lấy hay chọn buông tay. Nhưng phần lớn chúng ta lại luôn lựa chọn cho mình giữ lấy, luôn khát khao những thứ mình chưa có được. Dù có nhiều khi sự lựa chọn ấy mang đến thật nhiều đau khổ, ta cũng thường quên mất rằng mình vẫn còn một sự lựa chọn khác, đó chính là buông tay, buông bỏ nỗi đau mà thất tình mang đến, để xuống những oán hận thời gian, đặt xuống những tranh đoạt quyền lực tiền tài, những thứ được nuôi dưỡng bởi những suy nghĩ danh lợi, đầy ích kỷ, những suy nghĩ xấu xa, những lời nói khẩu nghiệp, những hành vi không đúng chuẩn mực, những quan niệm cố chấp, đều đáng để buông bỏ. Chỉ hai chữ, nhưng để học hiểu và hành xử theo yêu cầu, người ta phải có dũng khí rất lớn. Đối mặt với những chuyện không thể, dũng cảm từ bỏ chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi khi đó ta sẽ hiểu được rằng những vấp ngã kia chính là cơ hội mở ra cho ta một cuộc sống mới, ung dung hơn, bao dung và sáng suốt hơn. Buông bỏ không phải là sự hèn nhát, không dám đối mặt, mà thật ra là sự dũng cảm mạnh mẽ nhất. Con người sống trên đời ai mà không một lần chịu tổn thương, chỉ là mỗi người một con đường khác nhau,
tổn thương cũng bất động. Nhưng một người chưa gặp thử thách không có nghĩa là con đường vị ấy đi sau này sẽ mãi êm đẹp như thế. Như thường lệ, trong phần thứ hai của chương trình, Triết Lý Vàng xin gửi tới quý vị những vần thơ hay nhất. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức bài thơ với tựa đề Buông của tác giả Toàn Tâm Hòa. Buông nói dễ nhưng làm thật khó, dễ mấy ai từ bỏ phù du, bởi chưa tìm được đường tu, chấp mê bất ngộ như mù té sông. Buông tạp niệm để lòng thanh thản, buông sân si ngạo mạn tham tàn, chân như tịnh nghiệp bình an, đó là viễn cảnh niết bàn tại tâm. Buông cuồng nộ để tâm hoan hỷ, buông phủ du vị kỳ cuộc đời, buông dần vật chất người ơi, đời xem là chốn dạo chơi vô thường. Buông những khúc nghê thường phù phiếm, buông những lời âu yếm êm tai, nhìn đời phân biệt đúng sai, những lời mật ngọt dễ vay lụy phiền. Chúc bạn hữu tìm miền an lạc, trong cõi lòng rào rạt tin yêu, đường trần buông bỏ ít nhiều, nhưng ta nhận được vạn điều lung linh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Sau tuổi 50, học cách sống nhẹ nhàng, nghĩ thoáng nhìn thông và buông bỏ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video hôm nay của Triết Lý Vàng. Vật chất dễ vay, ân tình khó trả. Đời người có 9 món nợ ân tình, nhất định không được quên. Thứ nhất, ơn sinh dưỡng của tạo hóa. Ngay từ khi sinh ra, từng hơi thở của chúng ta đã gắn liền với mẹ tự nhiên. Cơm ăn, nước uống, ánh sáng mặt trời và quy luật vận hành của các bộ phận trong cơ thể. Có điều gì là chúng ta tự mình làm đấy được đây? Ta sinh ra đã thấy mọi thứ đều được an bài sẵn. Như vậy nên đôi khi coi đó là điều hiển nhiên, mặc nhiên hưởng thụ. Thế rồi đến khi gặp khó khăn trắc trở, dầm mình những ngày mưa gió bão bùng, ở thời điểm sóng gió ập đến, nhiều người lại mở lời oán hận số phận bất công, trách móc ông trời không có mắt. Những phong tục tế tự thần linh trời đất xưa nay đều đang nhắc nhở con người nhớ tới ơn dạy bảo của tạo hóa. Nếu luôn biết ơn cuộc sống, nhớ ơn thần linh luôn che chở, nâng đỡ mình trước những nguy nan kiếp nạn, người ta sẽ cảm nhận được sự tĩnh tại, bình yên và hạnh phúc sâu thẳm trong lòng mình. Các bậc thánh nhân, dẫu là ở phương Đông hay phương Tây, thì đều chung một ý niệm và nguyện ước con người hướng thiện, biết tu tâm dưỡng tính, biết chăm lo cho mọi người xung quanh, ở hiền gặp lành, có đức, mặc sức mà ăn, chính là lời nhắc nhở truyền đời của lớp tiền bối. Học cách cảm ơn mẹ thiên nhiên chính là cách một người đang hướng thiện và sống vị tha hơn. Thứ hai, ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ai cũng từ tinh cha huyết mẹ mà thành hình. Suốt 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ là từng ấy thời gian cha mẹ khắc khoải chờ mong. Dẫu khó chịu vì những lần ốm nghén, vì dáng đi khệ nệ hay những đêm ngủ chẳng yên giấc, mẹ vẫn không một lời than trách. Ngày con chào đời cũng là ngày mẹ trải qua những giây phút vượt cạn gian nan nhất. Tới khi nghe thấy tiếng con khóc oa oa chào đời, nhìn thấy hình hài con lành lặn, cha mẹ mới có thể yên lòng. Nhưng thử thách cam go dồn dập ấy mới chỉ là màn mở đầu. Những ngày tháng sau đó, cha mẹ còn phải tổn hao tâm sức nhiều hơn. Nửa đêm khuya khoắt cho con bú mớm, chăm cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Những khi con lên cơn sốt hay khó chịu trong người, cha mẹ lại thấp thỏm, ruột gan nóng bừng như lửa đốt. Từng ngày con lớn lên là từng ngày cha mẹ dành bao tâm huyết dưỡng dục, chỉ bảo lời ăn tiếng nói, từng ánh mắt, nụ cười. Ngay cả khi con đã khôn lớn thành người, cha mẹ vẫn không ngớt đợi mong. Ánh mắt cha mẹ cứ dõi theo bóng dáng của các con. Dẫu con có đi tới chân trời góc bể,
ngay cả khi cha mẹ lưng còng tóc bạc, mắt mờ. Nhưng tấm lòng đau đáu hướng về con chẳng khi nào nguôi ngoai. Dẫu thế nào thì con vẫn luôn là những đứa trẻ trong lòng cha mẹ. Có lẽ tới khi nhắm mắt xuôi tay, đôi mắt khép lại, cha mẹ mới có thể thôi không lo lắng cho các con của mình. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đại ơn của cha mẹ, cả đời cũng báo đáp không hết. Cha mẹ không cần chúng ta phải cung phụng vật chất đầy đủ, chỉ mong chúng ta luôn bình yên, hạnh phúc. Hãy chăm sóc, trò chuyện với cha mẹ nhiều hơn. Hãy bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ nhiều hơn một chút. Mở rộng trái tim đón cha mẹ vào cuộc sống của chúng ta. Chỉ có như vậy, cha mẹ mới thực sự yên lòng và vui vẻ an hưởng tuổi già, mà mỗi người cũng làm tròn được đạo hiếu của mình. Bởi vì bách thiện hiếu vi tiên, trong năm cái thiện, chữ hiếu luôn đứng đầu. Thứ ba, ơn cứu mạng khi bị đe dọa tính mạng. Cuộc sống như mặt biển ngút ngàn, có những ngày trời yên biển lặng, cũng có những ngày sóng gió thét gào. Khi bình yên, chúng ta có rất nhiều ước mơ, rất nhiều hoài bão. Nhưng nếu mất đi sinh mệnh, thì một dung mạo đẹp, những tài năng tỏa sáng, hay những giây phút huy hoàng trong cuộc đời, những khi hạnh phúc bình yên bên gia đình và những người mà chúng ta yêu thương cũng đều khép lại. Khi gặp nguy hiểm ngoài dự liệu, ngoài bệnh hiểm nghèo hay thiên tai nhân họa đe dọa tới tính mạng, mà lại có vị ân nhân nào đó xuất hiện cứu vớt chúng ta. Bởi lẽ không có họ thì sinh mệnh của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta sẽ chẳng còn có được thân xác con người trên thế gian này để yêu thương và thực hiện sứ mệnh của mình. Thứ tư, ơn thầy cô dưỡng dục. Từ những ngày đầu chập chững vào đời, các thầy cô đã giang tay đón chúng ta vào lòng, dạy cho chúng ta từng con chữ, từng nốt nhạc, từng lễ tiết và đạo đức làm người. Lớp lớp các thầy cô luôn xuất hiện và nâng bước chân ta vào đời từng bước một, một cách nhẫn nại. Thầy cô kế thừa những tinh hoa mà cha ông truyền lại, dạy chúng ta cách chung sống với mọi người xung quanh, dạy chúng ta những kỹ năng nghề nghiệp, chắp cánh ước mơ cho chúng ta bay cao, bay xa hơn. Đôi khi, vai trò giáo dục của thầy cô còn mang tính quyết định cuộc đời của bao thế hệ. Công ơn thầy cô cần phải ghi lòng tạc dạ. Hãy nhớ, không thầy đố mày làm nên. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thứ năm, ơn đề bạt tiến cử. Đôi khi chúng ta nghe thấy câu, có tài mà không có đất dụng võ. Bản thân mỗi người, dẫu văn võ tài toàn đến đâu, nhưng nếu không có nơi chuyển hiện tài hoa, không thể làm việc có ích trong đời, thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi mang về cùng lòng đất mà thôi. Vậy nên, khi được người khác phát hiện, được người khác tiến cử, giúp tài năng đang ngủ yên của mình được phóng ánh quang huy, lập công cùng trời đất, thì ơn này không thể không ghi lòng tạc dạ. Người phát hiện ra tài năng của bạn sẽ giúp bạn mở rộng cánh cửa tương lai, bước đến hành trình mới đầy hứa hẹn. Trên mỗi bước đường thành công của chúng ta có công sức của biết bao nhiêu người. Thứ sáu, ơn chỉ đường mở lối. Cuộc sống giống như một hành trình liên tục, góp nhặt những điều tiểu tiết, tới những việc đại sự, tới những món quà, tới những khảo nghiệm. Nhỏ thì lạc đường học hành không có phương hướng, bài tập không biết lời giải. Lớn thì phải tính tới việc đời người ra vào mê cờ lạc lối. Sông có khúc, người có lúc. Cuộc sống vốn đã mang trong mình quá nhiều bí mật thú vị và ẩn số khó lường.
Khi bước trên chặng đường đời của mình, chúng ta khó tránh khỏi những lúc mê lạc, những khi bế tắc, những lúc bất lực thở dài ngao ngán. Có người thấy cô đơn, có người lại trầm uất bất lực. Có người thì tìm quên trong làn khói thuốc và nàng tiên nâu, trong men rượu hay trong những dục vọng ái tình nhất thời của mình. Lúc này, nếu có người có thể chỉ ra phương hướng cho bạn, thổi bùng lên ngọn lửa tư tưởng của bạn, tháo gỡ những nút thắt trong tâm bạn, giúp con đường phía trước của bạn đột nhiên trở nên sáng rõ, đoan chính, thậm chí mở ra cả một tương lai rạng ngời cho bạn, thì ơn này, cả đời bạn cũng không thể quên được. Ơn chỉ đường mở lối, càng cần phải đền đáp muôn phần. Thứ bảy, ơn tương trợ lúc nguy cấp. Khi gặp lúc nguy nan, khi rơi vào cảnh cùng quẫn, con người dễ thấy cô đơn và bất lực. Có thể vì vậy mà bạn sẽ bỏ dở giữa đường hay chuyển sang một hướng khác. Thậm chí có thể còn gặp phải nhiều điều không may mắn và bất hạnh. Lúc này, nếu có người chung vai, tương trợ giúp bạn thoát khỏi đường cùng, bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua, thêm động lực để bước tiếp, thêm niềm tin để đi tới tận cuối cùng con đường. Ơn này thật lớn lao biết bao. Thứ tám, ơn dìu dắt của cấp trên. Trong công việc, nếu gặp được cấp trên khoáng đạt, tấm lòng rộng rãi, không ganh ghét đố kỵ với người hiền tài, vào thời khắc then chốt có thể đề bạt tiến cử và mở rộng tiền đồ cho bạn, thì ơn này chẳng thể nào quên. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu không có một cấp trên như vậy, có thể sự nghiệp của bạn thật khó hanh thông, con đường quan lộ cũng chẳng thể có ngày thanh thang sải bước. Thứ chín, ơn huynh đệ như tủ túc. Cha ông ta thường ví, tình anh em như tủ túc, như tay với chân, chẳng thể lìa xa, chẳng thể truyền rời. Anh em cùng chung huyết mạch, chung giọt máu đào, chung gen di truyền của cha mẹ. Anh em cùng chung nguồn cội, cùng sinh trưởng trong một gia đình. Trải qua những thời khắc tuổi thơ ấm áp bên nhau, cùng làm mầm xanh hy vọng của cha mẹ. Anh em cùng mang trọng trách, kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của một gia đình. Tình thân luôn quy về một mối. Dẫu khi trưởng thành, mỗi người đều bận rộn với gia đình nhỏ của riêng mình. Dẫu không thể cùng hàn huyên ấm lạnh, cùng dốc bầu tâm sự về những việc lớn, việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng sợi dây vô hình kết nối anh em chẳng thể nào tan biến. Cũng khó tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Những khi bất đồng quan điểm và sở thích cá nhân, nhưng dù đi đâu về đâu, dù cuộc sống bộn bề trôi đi từng ngày, thì tình anh em vẫn như mạch nước ngầm mát trong, chảy mãi trong huyết quản của chúng ta. Huynh đệ tình thâm, ơn như thủ túc. Cũng có tình huynh đệ bị hủy hoại bởi tiền tài, quyền lợi, tình sắc. Nhưng đó chỉ là hiện tượng cá biệt, không thể lấy đó làm gương. Nếu may mắn, chúng ta có thể báo đáp phần nào công ơn biển trời của những vị ân nhân trong đời mình. Nhưng đôi khi, họ đến và đi rất nhanh, không kịp ở lại để chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn. Chúng ta có thể trả ơn họ bằng cách khác, bằng cách học theo những nghĩa cử cao đẹp của họ để giúp đỡ những người xung quanh chúng ta, mở rộng hơn trái tim mình, hòa chung vào trái tim của mọi người và lưu lại những câu chuyện ý nghĩa về lòng biết ơn của chúng ta cho thế hệ mai sau. Quý vị vừa lắng nghe bài chia sẻ 9 ân tình lớn nhất đời người, cả đời nhất định không được phép quên. Nếu thấy giá trị, hãy chia sẻ video này tới tất cả mọi người. Triết Lý Vàng xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị em rất nhiều. Xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Tuổi già và những bài học nhân sinh sâu sắc
mà không trường lớp nào dạy bạn. Có một câu chuyện như thế này, có một câu chuyện như thế này. Có một phú ông vô cùng giàu có, hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc. Một hôm ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu, cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông ta biết làm thế nào để hạnh phúc, thì ông ta sẽ tặng cả bao của cải cho người đó. Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, cho đến khi tới một ngôi làng nọ, có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào, thì dù đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng, ông tìm gặp được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết, nói với đại sư, tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi biết cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của ngài. Lúc ấy trời đã gần tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền chụp lấy cái túi và bỏ chạy. Phú ông bất ngờ sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo, tôi bị lừa rồi, trả lại đây, tâm huyết của cả đời tôi. Chạy một lúc, sau đó vị đại sư đã quay trở lại, trả lại cái bao cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao, tưởng đã mất, nay quay về, thì lập tức ôm nó vào lòng và nói, ôi tốt quá rồi, thật là may quá đi. Vị đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi, thế bây giờ ông cảm thấy thế nào, có hạnh phúc hay không? Dạ hạnh phúc ạ, tôi cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn. Lúc này vị đại sư cười và nói, đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những gì mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội để mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào hay chưa? Kỳ thực, cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó chỉ là một. Bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Câu chuyện khiến ta nhận ra rằng có những cái hiện hữu trong cuộc sống của mình, nhưng bản thân mình không biết trân quý. Chỉ khi mất đi rồi mới cảm nhận được nó cần thiết và giá trị đến nhường nào. Trong cuộc sống, nếu không biết tiết chế dục vọng của bản thân, sự tham lam mù quáng có khi khiến con người ta phải trả giá đắt mới hiểu ra rằng những thứ quý giá ấy luôn ở bên cạnh mình, chứ chẳng phải đi tìm kiếm ở đâu xa. Con người khi sinh ra, ai cũng có mặt thiện lương của mình, ai cũng mang riêng cho mình một vẻ đẹp của tâm hồn thuần khiết. Tuy nhiên, khi chúng ta lớn lên, bước vào xã hội với cuộc sống đầy bon chen, những cám dỗ khiến bạn khó cưỡng lại những ham muốn của dục vọng, và dần dần sẽ bị những quan niệm đó chi phối bản thân. Thực tế, dục vọng và lòng tham của con người là vô hạn, không biết bao nhiêu để được gọi là đủ. Lòng tham được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Lòng tham muốn càng cao thì lại càng khó đạt được, và nếu không đạt được thì sẽ cảm thấy rất phiền não. Nếu con người ta cứ mãi chạy theo lòng tham thì cuối cùng sẽ mất đi mọi thứ, sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự trong tâm hồn. Và có những thứ khi mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng. Chúng ta thường hay so sánh, hay mong ước viển vông mà quên vui hưởng hiện tại của mình. Thường khi như vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết hài lòng và trân quý với những gì mình đang có. Lòng tham và dục vọng giống như cái túi không có đáy, dù có đựng bao nhiêu vàng bạc, châu báu cũng không thể nào đầy cho được. Cũng chính bởi lòng tham đó mà con người cứ mãi chạy theo dục vọng và bị ma dục vọng phóng đại lòng tham. Nếu chúng ta không biết tiết chế lòng tham, kìm nén nó, thì chắc chắn con người sẽ rơi vào tai họa. Vì như Đức Phật đã nói,
lòng tham nổi lên, phúc đức tiêu tán. Con người ta khi quá tham lam sẽ trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn và sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để mong có được những thứ quý giá hơn. Nhiều khi dục vọng và lòng tham mù quáng có khi khiến con người ta phải trả giá rất đắt mới hiểu ra rằng những thứ quý giá ấy luôn ở bên cạnh mình chứ chẳng phải đi tìm ở đâu xa. Xin gửi tới quý độc giả bài thơ Kiếp Người của tác giả Đồng Ánh Liễu. Sang với hèn một đời cũng thế, lợi danh cao cũng một chốn về. Dọc ngang khắp nẻo sơn khê, trắng đen sấp ngửa tứ bề tôi ai. Giàu hay nghèo đều mong yên ấm, đón bình minh lặng ngắm chiều tà. Thăng trầm dâu bể đi qua, nhục vinh ngoảnh lại tóc đã pha sương. Đúng với sai lòng ai cũng vậy, vui phút giây rồi lại ưu phiền. Ngắn dài một khúc du miên, trăm năm bỏ ngỏ về miền phù vân. Chẳng hơn thua cõi trần trong đục, bởi sau cùng được mất bằng không. Chi bằng tự tại thong dong, ung dung bình thản mà đong kiếp người. Xin kính chúc quý vị thân tâm an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Cái giá phải trả khi lấy vàng thật đổi lấy đồng thau. Bài học mà tôi ân hận suốt đời. Đang ngồi ăn cơm, hà bên đối tác chợt suýt xoa. Tớ vô cùng ngưỡng mộ cặp đôi kia. Chị ấy làm trong tòa nhà công ty tớ. Mỗi lần đi ăn trưa, tớ đều thấy họ. Chỉ mong chồng mình được bằng một góc của anh người yêu chị ấy. Cô ngoái đầu nhìn theo hướng hà chỉ, và tim đau như bị ai bóp nghẹt. Thế quái nào mà người buổi sáng vừa vẫy tay chào hai mẹ con, chồng hợp pháp trên giấy tờ của cô, lại trở thành người yêu của người khác thế? Từ góc cô ngồi xuống, có thể quan sát rất rõ cô gái nũng nịu ngồi chờ anh bóc từng con tôm bỏ vào bát. Giữa hai người họ là một bó hoa hồng tươi thắm. Lấy nhau 5 năm, con trai hơn 3 tuổi rồi mà chưa khi nào cô được nhìn thấy bộ mặt yêu chiều dịu dàng của anh như vậy. Cô gái kia chính là Quyên, người yêu cũ của anh, đã lấy chồng Việt kiều đi khỏi Việt Nam 6 năm trước. Anh giữ hình cô ấy sâu trong ví, nên cô nhận ra ngay. Hôm nay, cô sang làm việc với bên công ty Hà, nên được cả nhóm rủ đi ăn trưa. Cô cũng không biết cô làm cách nào để có thể đứng lên được. Ra ngoài, cô lấy xe, rồi đeo khẩu trang kín mít đứng chờ. Một lát sau, hai người ra xe hơi của chồng cô. Vừa chạy theo xe, nước mắt cô vừa tuôn ra như suối. Xe dừng ở khách sạn nhỏ, cô sang quán nước đối diện ngồi chờ. Như thường lệ, 7 giờ tối, anh về đến nhà. Tại sao hôm nay nhà lại vắng lặng thế này? Trong bếp không có bóng cô đi tới đi lui, không mùi xào nấu thơm lừng và tiếng cười giòn tan. Anh gọi: "Cu Bi ơi, bố về rồi con." Nhà tắt hết đèn, chỉ có đèn phòng ăn bật. Anh đi tới và nhìn thấy trên bàn nằm ngay ngắn tờ giấy để chữ to: đơn ly hôn. Và 3 tấm ảnh. Một tấm chụp lúc anh và người yêu cũ ăn trưa, một tấm chụp lúc họ vào khách sạn, tấm còn lại là lúc họ đi ra, thời gian cách nhau 1 tiếng. Anh sững sờ. Quyên về nước đã được 9 tháng sau khi ly hôn với chồng. Ngày xưa họ yêu nhau sâu đậm suốt 4 năm đại học. Nhưng khi ấy trong tay anh chẳng có gì, còn người hỏi cưới Quyên thì rất giàu. Quyên khóc sướt mướt khi đi lấy chồng, làm cho bao oán hận trong lòng anh tan hết. Sau 6 năm ra đi, Quyên mang theo con gái 3 tuổi trở về khóc ròng khi gặp anh. Giờ anh đã có gia đình, có công ty riêng,
cô lại khuấy động cuộc sống của anh lần nữa. Cô biết là anh rất yêu cô, nên không ít lần cô ngỏ ý muốn được ở bên anh mãi mãi, danh chính ngôn thuận, chứ không nấp trong bóng tối nữa. Còn anh thì không thể mở lời với vợ, nên cứ giữ yên tình trạng, mặc dù ruột rối như tơ vò. Điều anh không ngờ nhất là vợ anh chủ động viết đơn ly hôn. Anh bước vào phòng ngủ, con trai đang ngồi chơi xếp hình. Vợ anh ngồi bó gối nhìn con, mắt sưng húp. Thấy anh, con bi bô: "Bố ơi, ai làm gì mẹ đâu mà mẹ khóc suốt vậy?" Cô nhìn anh, giọng vô cảm: "Chút xíu, em dỗ con ngủ xong, em ra nói chuyện với anh." 9 giờ tối, cô mệt mỏi đi ra khỏi phòng khách. Anh giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy bơ vờ của cô. Anh khẽ hỏi: "Em theo dõi anh à?" Cô dửng dưng đáp: "Là vô tình sang làm việc bên công ty đối tác, mới được người ta chỉ cho mẫu người tình lý tưởng." Anh câm lặng, nước mắt cô tuôn trào. Cô hỏi: "Em đã làm gì sai mà anh nỡ lừa dối em như vậy? Trước khi kết hôn, mẹ anh cũng đã kể hết cho em nghe về mối tình đầu của anh. Em nghĩ rằng ai mà chẳng có quá khứ, chỉ cần cùng nhau vun đắp cho hiện tại và tương lai là đủ. Nhưng mà em đã nhầm to, đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Em ngồi kiểm điểm từ chiều đến giờ để tìm xem em có tội gì. Tội lớn nhất là em yêu anh hết lòng nên bị anh coi thường, phản bội. Ngày nào anh cũng tặng hoa, đưa đón chị ấy mà. Anh có bao giờ mua nổi cho em một bông hoa không? Chị ấy đã về nước được bao lâu rồi?" Anh cúi đầu: "9 tháng." Cô cười chua chát: "Vậy là những lần anh nói tăng ca đi công tác, thậm chí tháng trước cô bị sốt 40 độ nằm nhà, anh vẫn bỏ nó mà vào bệnh viện suốt đêm để lo cho bạn là chị ấy đúng không?" Anh càng cúi đầu thấp hơn nữa: "Vậy mà em cứ ngu ngốc nghĩ rằng công việc của anh nhiều áp lực nên càng chăm chút cho anh hơn. Thậm chí số lần vợ chồng mình gần gũi thời gian qua ít ỏi đến đáng thương, em cũng không mảy may suy nghĩ. Mai em gửi đơn rồi đưa Kubi về nhà bà ngoại." Anh hấp tấp nói: "Anh xin lỗi, người ra đi phải là anh. Hai mẹ con em cứ ở lại đây." Họ ra tòa rất nhanh chóng, không thương lượng, không hòa giải. Chỉ khi xong xuôi hết, cô mới báo cho hai gia đình biết. Bố anh lập tức bị tăng xong. Mẹ anh khóc ròng tuyên bố: "Chỉ coi cô là con dâu." Mẹ anh khóc ròng tuyên bố: "Chỉ coi cô là con dâu và gọi người yêu cũ của anh là con hồ ly tinh." Anh ra ngoài khách sạn ở. Cứ đến thứ bảy, cô đưa con về nhà ông bà nội. Rồi chiều chủ nhật, cô đến đón để cho hai bố con gặp nhau. Giờ đây, không còn phải lén lút hẹn hò, không còn phải vội vàng tranh thủ từng phút một ở bên nhau nữa. Không hiểu sao, anh thấy lòng nhiệt tình giảm đi rất nhiều. Có lẽ vì cứ nhắm mắt, anh lại nhớ đến khuôn mặt ngập tràn nước mắt của vợ cũ và câu nói của cô: "Anh sẽ không bao giờ gặp được người nào hết lòng với anh như em đâu." Thời gian rảnh nhiều, nên khi đến căn hộ người yêu cũ thuê, anh mới nhận ra Quyên không hề biết làm việc nhà, không biết chăm sóc con. Lúc nào cô cũng chỉ chăm lo vào việc chăm sóc sắc đẹp cho bản thân. Con bé gần bằng tuổi Kubi mà thấy người lạ là trốn trong lòng người giúp việc, vẻ mặt hờ hững, vô cảm. Kubi thông minh, lanh lợi là nhờ vào việc dạy dỗ của vợ rất nhiều. Cô vẫn đi làm 8 tiếng mà nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, bữa cơm lúc nào cũng đầy đủ các món, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Cô đã hết lòng vun đắp cho cuộc hôn nhân của họ. Còn anh,
ngoài việc làm tổn thương vợ, thì anh cũng chẳng cho cô được gì. Giờ đây, anh chỉ muốn về nhà, được cùng cô Bi thử món ăn mới cô nấu, được nghe cô cằn nhằn. Sao tập mãi mà không xuống ký? Bây giờ, đến lượt người yêu cũ quản anh ghen ngược, mỗi khi anh về nhà bố mẹ gặp cô Bi. Vợ cũ tránh không gặp mặt anh, mà cô cứ lồng lộn chỉ trích anh là tìm cớ để về gặp vợ con. Thấm thoát, họ ly hôn đã 1 năm. Chiều nay, khi có việc đi qua cơ quan vợ cũ, anh chợt thấy cô đang cùng một người đàn ông đèo nhau trên xe máy. Trong tay cô ôm một bó hoa hồng to. Cô cười vui vẻ, tràn đầy sức sống. Mẹ anh vẫn nói cô rất có duyên. Ngày xưa, nam sinh trong lớp nhiều người thích cô lắm. Anh vô thức chạy theo xe của họ, chạy đến nhà trẻ của cô Bi, rồi theo họ về nhà. Anh để xe tít ngoài ngõ, rồi bước lại gần nhà mình như một thằng ăn trộm. Chỉ nghe thấy tiếng cô lanh lảnh: anh nhìn nồi canh giúp em đi tắm cho cô Bi. Tự nhiên, anh đau đớn quá. Ý nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô ôm con của anh đi lấy người khác, rồi con anh gọi người ta bằng bố, làm anh không thở nổi. Cô đã buông được 5 năm hôn nhân xuống, mà sao anh không buông nổi những hồi ức đẹp đẽ về những tháng ngày họ cùng chung sống? Giá như có phép màu nào để anh có thể bước qua cánh cổng và vào nhà như ngày xưa, ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô khi vừa thổi vừa đút cho hai bố con những con tôm rang nóng hổi. Quý vị thân mến, anh chồng kia đã phải trả một cái giá quá cay đắng và nghiệt ngã. Anh chọn bỏ người vợ đảm đang duyên dáng và rất mực yêu thương chồng con cùng với cậu con trai kháu khỉnh để rước về cho mình cô người yêu cũ, nhưng lại là người thừa của kẻ khác. Tính tình và lối sống không bằng một góc của vợ cũ. Khi lén lút ăn vụng thì cảm thấy phấn khích, thấy ham muốn, thấy người ta đẹp, hấp dẫn. Còn vợ mình thì nhàm chán tẻ nhạt. Nhưng khi đánh đổi vàng thật để lấy đồng thau, để được công khai sống với tình mới, phải học cách sống chịu đựng những mâu thuẫn bất hòa mới, phải ép mình sống trong một chu kỳ mới của cuộc hôn nhân với bao hệ lụy. Chắc chắn anh chồng cũng sẽ hối tiếc cuộc sống ngày xưa, sao mà êm đềm hạnh phúc quá. Vợ con mình đó, mới hôm qua còn cuốn quýt vui vẻ cả nhà bên nhau, mà bây giờ thấy sao xa lạ, chỉ dám âm thầm lén lút theo vợ con từ xa, trong chua xót ngậm ngùi, trong sự ngăn cách vô hình của mặc cảm tiếc nuối. Những ánh hào quang óng ánh của tình yêu mới này cũng tắt lịm dần. Cô người yêu trước kia sao mà hấp dẫn, cuốn hút mãnh liệt, nay từ từ biến hình, trở thành một người đàn bà tính nết khác hẳn. Càng cay đắng chua xót tiếc nuối thay, khi chợt nhìn thấy vợ cũ với vẻ mặt rạng ngời vui vẻ, tràn đầy sức sống, khi sánh vai đi cùng với người đàn ông xa lạ, khác một trời một vực với người vợ mà ở nhà vừa vụng về, vừa ích kỷ và nhạt nhẽo. Tôi mới hiểu ra rằng cuộc sống có luật nhân quả. Hạnh phúc mình nắm trong tay mà mình coi thường, không biết giữ gìn, thì khi vụt mất rồi, có tiếc mấy cũng không thể lấy lại được. Cầu vồng bắc lên cổng trời trong cơn mưa, nhìn thật đẹp, với 7 sắc màu rực rỡ mê hoặc. Nhưng khi mưa tạnh, thì cầu vồng cũng mờ dần và tan biến. Chỉ có cây cầu bắc giữa những trái tim biết yêu thương, tôn trọng nhau, thì nhất định sẽ dẫn nhau đến bến bờ của hạnh phúc gia đình mãi mãi. Nhìn cảnh anh chồng tiếc nuối, nhìn theo vợ cũ đang hạnh phúc, sánh vai với người đàn ông khác, mà thấy anh ta vừa đáng thương, vừa đáng trách. Một bài học lớn mà người chồng sẽ cảm thấy dằn vặt và sống với nỗi đau đó suốt đời. Qua câu chuyện ngày hôm nay,
chắc hẳn sẽ có rất nhiều anh chồng giật mình khi nhận ra hình bóng của mình trong đó. Quý vị thân mến, hạnh phúc thật ra chẳng quá đỗi xa xôi như người ta vẫn nghĩ. Chỉ bởi vì chúng ta không biết cách trân trọng mà thôi. Người ta thường nói, có không giữ, mất đừng tìm. Vậy nên, đừng bao giờ làm những điều khiến chúng ta phải hối hận về sau. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc luôn dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu. Trên thế gian này, vợ chồng tìm thấy nhau giữa thế giới đông đúc 7 tỷ người là một điều vô cùng may mắn. Vì vậy, bạn hãy biết trân trọng mối quan hệ này nhiều hơn khi đã quyết định về chung một nhà. Hãy sống có trách nhiệm, đừng làm cho bạn đời của mình phải tổn thương. Đàn ông, đừng làm vợ khóc. Đàn bà, đừng làm chồng mình cảm thấy áp lực. Vì cuộc sống hôn nhân có vô vàn những sóng gió không thể lường trước và không phải lúc nào cũng ấm êm hạnh phúc. Thế nên, hãy sống vì nhau một chút, dẹp bỏ cái tôi để tôn trọng đối phương nhiều hơn. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng thì hãy gọi cho thật tâm, hãy cùng nhau hạnh phúc, chứ đừng tìm kiếm hạnh phúc riêng ở nơi chân trời xa xôi nào đó. Tôn trọng hạnh phúc của nhau chính là tôn trọng người bạn đời, và đó cũng chính là trân trọng mối nhân duyên tiền định. Hãy cùng trao nhau lời hứa chọn đời không rời bỏ, chọn đời cố gắng, dù cuộc sống có ra sao, dù vất vả có chồng chất như thế nào. Cuộc đời gặp được người yêu mình chân thành quả thật không phải là điều dễ dàng. Hà cớ gì lại không trân trọng nó, để rồi khi mất đi lại phải ân hận, xót xa. Nhiều người nghĩ rằng mất tình yêu này rồi sẽ gặp tình yêu khác trên đường đời. Thế nhưng phải chờ đến khi nào mới tương phùng tri kỷ? Thay vì đổ lỗi cho duyên phận, hãy trân trọng những gì đang có. Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu. Mỗi người có những nỗi niềm khổ đau bức xúc riêng. Nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn trách móc. Không hiểu tình thương của mình sẽ làm cho người khác ngột ngạt khổ đau. Không hiểu sẽ làm cho người mình thương đau khổ suốt đời. Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Tình yêu nảy nở, lớn lên cũng từ đó. Vậy nên, có hiểu mới có thương là nguyên tắc chọn người yêu, chọn vợ chồng theo quan điểm của Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu, nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Nhiều cặp vợ chồng đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Những người dung tục sẽ nói người kia trăng hoa đều cáng. Nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi. Chuyện tình cảm không thể níu kéo được. Duyên đến không cần phải vui mừng quá đỗi. Duyên đi cũng không cần phải khóc lóc thảm thiết. Không có tình yêu thì bên cạnh vẫn có bạn bè. Không có bạn bè tri kỷ thì bên cạnh vẫn còn có gia đình. Không có gia đình thì bạn vẫn còn sinh mệnh của chính mình. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một cái gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn điều gì không là của bạn
thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi. Nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Như vậy mới sống được tự nhiên, thản đạm. Còn nếu như cố gắng níu giữ thì chỉ khiến bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng mà thôi. Có duyên mà không có phận, có phận mà không có duyên, đều là một phần trong sinh mệnh. Nó không nên trở thành bước đệm dẫn bạn đến đường cùng của cuộc đời. Đừng vì duyên đi mà sinh tâm oán thù, lòng oán hận. Sống trên đời, điều gì đến thì hãy quý trọng, điều gì phải đi thì hãy nên buông tay. Như thế mới sống được tự do tự tại thật sự. Sống thuận theo tự nhiên là một loại trí tuệ, cũng là một loại cảnh giới cao của người giác ngộ. Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn. Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên, bất cầu, bất khổ.